Good morning, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là sáng ngày thứ Tư tại Hoa Kỳ ngày 4 tây tháng 11 năm 2020. Thì trước khi mình Thuận bắt tay vào công việc của công ty, Thuận muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn về một số những cái thông tin hồi sáng này liên quan đến thị trường tài chính, liên quan tới Bitcoin cũng như liên quan đến tình hình bầu cử tổng thống. Và khi mà chúng ta nói tới bầu cử tổng thống thì cho đến thời điểm bây giờ đã có rất nhiều những trang báo Việt Nam, có rất nhiều những channel YouTube tiếng Việt đã cover tình hình bầu cử một cách chi tiết. Cho nên Thuận sẽ không có đi vào nhiều chi tiết liên quan đến bầu cử tổng thống bây giờ như thế nào. Nhưng mà điều mà Thuận muốn cover trong video này đó chính là phản ứng của thị trường tài chính và Bitcoin hồi sáng này là ra sao. Thì chúng ta nhìn vào tổng quát thì các bạn thấy được là những trang web như là Google hay là nhiều trang web khác đều cho thấy được là con số hiện bây giờ là tổng số đại cử tri của Joe Biden là 238, của Tổng thống Donald Trump là 213, và người nào tới được 270 phiếu đầu tiên sẽ là người thắng cuộc. Thì hiện bây giờ có một số những thông tin được tung ra trên mạng là Tổng thống Donald Trump đã tái đắc cử hay là Joe Biden đã đắc cử. Những thông tin đó các bạn cần phải xem xét cho kỹ, tại vì cho đến bây giờ chúng ta nhìn vào những trang báo chính thức thì vẫn thấy được là cuộc chiến vẫn đang diễn ra, và hôm qua cho tới bây giờ các bạn thấy là cuộc chiến diễn ra rất là khốc liệt và chúng ta vẫn còn rất nhiều phiếu chưa có đếm, trong đó chúng ta có những cái trọng điểm như là Wisconsin, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, và các bạn thấy được là những cái tiểu bang này sẽ có cái sự quyết định rất lớn tới là ai thắng ai thua trong cuộc bầu cử này. Và những tiểu bang như là Wisconsin, Pennsylvania thì nhiều người cho là cái cuộc đếm phiếu có thể diễn ra trong vòng vài ngày tới đây, cho nên có thể là chúng ta không biết được cái tình hình nhanh chóng nhất. Và nhiều bạn thì nói là không tin những cái trang web truyền thống tại vì nghiêng về cánh tả, nhưng mà các bạn thấy được là nghe chúng ta nhìn vào trang web Fox News là nghiêng về cánh hữu, nghĩa là của Tổng thống Donald Trump, thì bây giờ cái chỉ số cũng như vậy là 238 và 213. 238 cho Joe Biden và 213 cho Tổng thống Donald Trump. Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi coi là kết quả chính thức sẽ như thế nào, và chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ có một kết quả sớm. Và không chỉ riêng là Thuận với các bạn hy vọng mà chúng ta cũng thấy được là thị trường tài chính cũng có cùng một cái hy vọng. Thuận sẽ chia sẻ thêm một lát nữa về cái tài liệu này. Thì hôm qua trên những mạng xã hội Thuận có chia sẻ những cái link của những cái YouTube tường thuật về cái cuộc bầu cử tổng thống này, thì các bạn thấy được là tối ngày hôm qua, như mấy nào mà xem trực tiếp thì chúng ta cũng thấy là cả hai người ứng cử viên Joe Biden và Tổng thống Donald Trump cũng đã ra lời phát biểu tối ngày hôm qua. Thì hiện bây giờ Joe Biden vẫn nghĩ là cơ hội thắng của ông ta vẫn còn, và Tổng thống Donald Trump thì nói là ông ta đã chiến thắng, và nếu như mà có sự gian lận thì Tổng thống Donald Trump đã nói là có thể đã đưa ra tòa kiện tụng. Đây là những cái thông tin mà chúng ta không có muốn nghe. Tại vì sao? Tại vì trong cái thế giới đầu tư, các bạn thấy được là chúng ta không có muốn có cái sự gì đó mà không chắc chắn. Các bạn cũng đã biết là Thuận đã chia sẻ là trong thế giới đầu tư thì những nhà đầu tư muốn có một vị tổng thống nhanh chóng, mặc dù đó là Tổng thống Donald Trump tái đắc cử hay là cựu phó tổng thống Joe Biden đắc cử. Dù sao đi nữa, thị trường vẫn muốn có một cái tổng thống có quyết định nhanh chóng là tổng thống mới là ai. Thì chúng ta nhìn vào thị trường hồi sáng này thì một điều mà lạ các bạn thấy được là cho dù chúng ta chưa có kết quả nhưng mà các chỉ số chứng khoán vẫn tiếp tục tăng lên. Các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones đã tăng 536 điểm, tăng gần 2%. Chỉ số S&P 500 tăng 91 điểm, tăng hơn 2%, và Nasdaq đã tăng 419 điểm, tăng 3,76%. Chúng ta nhìn vào vàng thì hầu như đi hàng ngang. Chúng ta nhìn vào dầu thì cũng có cái sự hồi phục một phần. Bây giờ thì dầu muốn trở về cái mức là 40 đô la cho một thùng dầu, tăng 1,78%. Thì chúng ta nhìn vào chứng khoán ngày hôm nay, có thể là nhiều bạn nói là tại sao các chỉ số chứng khoán lại tăng trưởng trong khi mà chúng ta vẫn chưa biết kết quả bầu cử như thế nào. Và thậm chí chúng ta có thể thấy được là cái cuộc đếm phiếu, một là thì kéo dài, còn hai là các bạn thấy là Tổng thống Donald Trump có thể là kiện ra tòa nếu như mà bên phiếu của Tổng thống Donald Trump tin tưởng là có cái sự gian lận trong cái cuộc đếm phiếu này. Thì đây là những cái điều mà không tốt đối với thị trường tài chính. Thị trường tài chính muốn có một tổng thống nhanh chóng để chúng ta có thể tiếp tục cái bước kế tiếp. Và không chỉ thị trường tài chính mà tôi nghĩ là nhiều người sống ở Hoa Kỳ cũng muốn kết thúc cái cuộc tranh cử này một cách nhanh chóng để chúng ta có thể là tiếp tục nói về những cái bước kế tiếp đối phó với dịch bệnh như thế nào, tiếp tục đàm phán về gói hỗ trợ. Tại bây giờ các bạn thấy được là tất cả mọi điều đều chú tâm vào bầu cử tổng thống, cho nên các bạn thấy là mọi người đều mong đợi là cái sự việc này kết thúc nhanh chóng. Thì bây giờ chúng ta hãy nói tới lý do tại sao mà thị trường chứng khoán lại có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay, và chúng ta sẽ nhìn vào Bitcoin. Thì trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết, cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì thị trường có sự tăng trưởng ngày hôm nay, mặc dù chúng ta gặp nhiều rắc rối trong cái cuộc là bầu cử tổng thống, là tại vì các bạn thấy được là ngoại trừ tổng thống ra thì các bạn thấy cái cuộc bầu cử cũng diễn ra liên quan tới thượng viện và hạ viện. Và bây giờ thì nhìn vào cái tình hình của thị trường tài chính cho các bạn thấy được là các nhà đầu tư vẫn tiếp tục cho là Hạ viện sẽ bị kiểm soát bởi đảng Dân Chủ, nhưng mà Thượng viện vẫn sẽ tiếp tục được kiểm soát bởi đảng Cộng Hòa. Mà cái mà những nhà đầu tư muốn thấy đó chính là cái sự chia rẽ ở bên Quốc hội, có nghĩa là các bạn thấy được là có thể là chúng ta có là Thượng viện của một đảng, còn Hạ viện của một đảng khác. Tại vì sao? Tại vì những nhà đầu tư muốn là một luật nào mà muốn thông qua thì cũng phải thông qua cả hai đảng, họ sẽ có thêm thời gian để mà chuẩn bị. Và nếu như chúng ta có cái sự chia rẽ ở bên Quốc hội giữa hai đảng thì có nghĩa là nếu như mà giả sử như là Tổng thống Donald Trump tái đắc cử hay là Joe Biden đắc cử thì những cái chiến lược mà có thể làm ảnh hưởng đến một số ngành cũng không có thể dễ dàng thực hiện được. Đây là một trong những điều mà thị trường muốn thấy ở thời điểm hiện bây giờ. Và đây là lý do tại sao mà các bạn thấy được là thị trường chứng khoán có cái sự tăng ngày hôm nay. Và cái sự tăng trưởng này cũng cho các bạn thấy được là nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục hy vọng là chúng ta sẽ có quyết định sớm ai là tổng thống kế tiếp. Mọi người không hy vọng việc này sẽ kéo dài. Và đương nhiên những cái sự dao động trong thời gian này chỉ là cái sự dao động ngắn hạn. Tôi đã chia sẻ với các bạn trong thời gian dài hạn hơn thì mặc dù là các bạn có là tổng thống của đảng nào đi nữa thì thị trường từ lúc mà kết thúc đế chiến thứ hai cho tới bây giờ vẫn có cái sự tăng trưởng. Các bạn thấy được là mặc dù chúng ta có cái sự lãnh đạo của tổng thống của đảng Dân Chủ như là Bill Clinton hay là Barack Obama thì các bạn thấy được là chỉ số S&P 500 cũng tăng trưởng, hay là các bạn thấy được là dưới sự lãnh đạo của những tổng thống Cộng hòa như là Dwight Eisenhower hay là Ronald Reagan thì các bạn thấy được là chỉ số S&P 500 cũng tăng trưởng. Cho nên trong thời gian dài hạn, thực ra mà nói là thống kê là 18 trong 19 cuộc bầu cử gần đây nhất, có nghĩa là các bạn thấy được lui về tới mấy chục năm, thì miễn là các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đầu năm của cái tổng thống mới thì trong vòng 10 năm các bạn vẫn có cái lợi nhuận, mặc dù là đó là tổng thống Cộng hòa hay là Dân Chủ. Cho nên trong thời gian dài hạn, thực ra đây không có phải là một cái vấn đề mà nhiều nhà đầu tư lo ngại. Chúng ta thấy được là cái sự dao động chỉ là trong thời gian ngắn hạn mà thôi. Tại vì sao thường đã chia sẻ trong những cái video trước đây, đó chính là tổng thống thì đương nhiên là có một số quyền hành, nhưng mà về việc là thị trường tài chính hay là nền kinh tế tăng trưởng hay là sụt giảm không phải chỉ riêng một mình tổng thống quyết định, mà chúng ta còn có Quốc hội và nhiều cái yếu tố khác ảnh hưởng đến cái sự tăng trưởng và sụt giảm của thị trường. Cho nên trong thời gian dài hạn thì sự ảnh hưởng của tổng thống là ai càng ngày càng ít đi. Thì chúng ta nhìn vào thị trường của crypto, nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái link chính thức của Facebook, Twitter và Telegram. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn giao dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital, như là có thể điền đơn vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí hay là giảm 20% phí gì mãi mãi. Những cái thông tin sẽ nằm ở phía dưới cái video này để các bạn bấm vào. Thì các bạn thấy được là tình hình của Bitcoin thì lại tiếp tục có cái sự tăng trưởng. Các bạn thấy được là trong cái thời điểm tôi làm video này thì Bitcoin một lần nữa đã phá 14.000 đô. Bây giờ để đi trở xuống là 13.961, liên tục tăng trưởng trong vòng nhiều giờ qua. Cũng tương tự như các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng ở trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, những chỉ số cũng đã tăng trưởng. Thì Bitcoin các bạn thấy được là cũng có cái sự tăng trưởng cùng với lại chứng khoán. Thuận thì có cảm nghĩ là Bitcoin bây giờ đang rất là mạnh, và Bitcoin đang muốn nói cho chúng ta một điều gì đó, đó chính là Bitcoin đã sẵn sàng có sự tăng trưởng kế tiếp. Chỉ cần là biết được tổng thống là ai, chỉ cần chúng ta có một chút xíu tin tức tốt thì Bitcoin có thể đột phá được 14.000 đô. Các bạn thấy được là đây là điều mà Bitcoin đã chứng minh được trong vòng thời gian là một tuần qua, liên tục muốn đánh phá 13.800 đô và 14.000 đô. Và các bạn thấy được là trong vòng chỉ có một ngày thôi, từ lúc mình làm cái video chiều ngày hôm qua tới bây giờ, Bitcoin lại muốn một lần nữa phá 14.000 đô. Cho các bạn thấy được là Bitcoin đã sẵn sàng, chúng ta chỉ cần thêm một cái thông tin tốt nữa mà thôi thì có thể là đẩy Bitcoin qua 14.000 đô. Đây là một điều mà nhiều người hy vọng. Thì các bạn thấy được là Bitcoin thì tăng trưởng, altcoin thì tiếp tục đi sau Bitcoin ở thời điểm bây giờ. Các bạn thấy được là ngày hôm nay thì đỡ hơn hôm qua, chúng ta có thêm một ít màu xanh, nhưng mà trong thời gian hơn một tuần qua các bạn thấy được là tất cả đều chú tâm đến Bitcoin thời điểm hiện bây giờ. Và Bitcoin thì tiếp tục có sự quan hệ rất là mật thiết đối với thị trường tài chính, tại vì Bitcoin bây giờ đã từ từ trở thành một cái phần của chương mục đầu tư của những cái nhà đầu tư truyền thống, như là các bạn thấy được là những nhà đầu tư nổi tiếng như là Paul Tudor Jones bây giờ cũng đã có một phần phần tài sản của mình nằm trong Bitcoin. Những công ty bây giờ cũng đã lưu trữ một phần Bitcoin, cho nên cái sự quan hệ rất mật thiết tại nguồn tiền bây giờ từ từ trở thành là một, và đây là cái xu hướng tiếp tục của Bitcoin trong thời gian tới đây. Và đây là những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn sáng ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được giá trị trong video này, và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.